Từ lúc Tam Hắc trở về từ đáy giếng như phúc trong họa vậy. Hả? Đầu của nó, ta cảm thấy đúng là như vậy đó. Ê, sau này không thể để cho nó chăn dê hoài như vậy. Tìm sư phụ cho nó, dạy nó biết dạy con chữ. Như vậy nó sẽ giúp huynh tính toán. Nhưng mà mấy đứa trẻ ở trong thôn này đều coi nó như là quái vật vậy, nó không đi học được đâu. Chuyện này không thể chịu nó được, là tốt cho nó mà. Nè, hôm nay đó tri phủ đại nhân tới tìm ta. Tri phủ đại nhân? Ừ. Quynh gây ra quả à? Là Tam Hắc gây quả đó. Nó đó lén lút bước vào đại sảnh của tri phủ, ngồi lên ghế của tri phủ đại nhân. Cái gì? Mùi đừng có quản nữa. Cũng may là tri phủ đại nhân rất tốt bụng, không trách nó đâu. Kêu ta về nhà quản giáo Tam Hắc kỹ lại, không sao đâu. Tri phủ đại nhân biết nhà chúng ta mở tiệm bán gạo, cho nên muốn ngỏ lời mượn chút gạo đó. Mượn gạo? Ừ. Nhà tri phủ đại nhân mở kho cứu nạn sao? Là quốc khố mở kho cứu nạn đó. Kho lương ở Lương Châu thất thoát, hoàng thượng phái người tới kiểm tra kho lương. Tri phủ đại nhân chưa tìm được cách nên nhờ chúng ta cho mượn 1.000 thạch lương bù vào, đợi người của triều đình đi rồi sẽ trả lại chúng ta. Huynh đã đồng ý rồi? Tri phủ đại nhân lên tiếng, muội đồng ý hay không? Coi ngươi còn chạy nữa hay không? Lần này ngươi chết chắc rồi đó hả? Ta sẽ bắt ngươi để nấu canh, bồi bổ cho nương tử của ta. Mở cửa, mở cửa đi. Bốn tiệm hết gạo rồi. Mở cửa, mở cửa. Cáo thị gián cửa rồi mà. Mở cửa đi. Mở cửa, mở cửa. Đi đi. Mở cửa. Được rồi, đừng đập nữa, tới ngay đây. Bà quan gia, có chuyện gì vậy? Ngươi là chủ tiệm hả? Dạ đúng, chính là tôi. Bắt lại. Dạ. Hả? Nè. Đây. Bắt tôi chứ. Nè. Đây đây, tôi đâu? Đây. Tại sao lại bắt tôi chứ? Sao các người lại bắt chồng tôi? Nè. Buông tôi ra. Các người đợi đã. Đây, đây. Các người đã nhầm người rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Hôm qua chúng tôi còn cho tri phủ đại nhân mượn 1.000 thạch lương. Tới nhà môn rồi thì sẽ biết nhầm hay không. Muội đừng sợ, chắc là họ nhầm rồi. Tri phủ đại nhân sẽ làm chủ cho ta mà, ha. Muội đừng sợ. Hắc yêu quái, hắc yêu quái, ca ca của ngươi và một con gà trống bị quan phủ bắt đi rồi. À, sư gia, 1.000 thạch lương của chúng tôi rõ ràng là gạo mới năm nay, sao lại trở thành gạo trộn gạo bụi, gạo bị mốc được chứ? Tôi bị quan mà sư gia. Người đâu, đem gạo ra cho hắn tự xem đi. À, đây không phải gạo của tôi, gạo của tôi đều là gạo mới mà. Không phải của ngươi, chẳng lẽ của ta? Trước khi mua gạo của ngươi, trong kho lương của ta tới một hạt gạo cũng không có nữa. Mua sao? Rõ ràng là các người nói lương kho thất thoát để mượn tới 1.000 thạch lương, sao lại trở thành mua rồi? Đúng là nực cười. Đường đường là tri phủ đại nhân của chúng ta lại phải đi mượn gạo của một bách tính nhỏ nhoi hay sao chứ? Đúng là nực cười mà. Mau thả tôi ra, vợ tôi sắp sinh rồi. Nè sư gia, mau thả tôi ra, tôi bị quan mà. Quan quá mà, quan quá. Đại nhân, cái tên chủ tiệm đó cứ liên tục kêu la trong nhà lao đó. Cứ để cho hắn kêu, đợi tới lúc hàng giọng rồi hắn sẽ không kêu nữa. Nhưng mà đại nhân, không sai mà hoàng thượng phái tới đã sắp đến rồi. Đến lúc đó lỡ như để hắn phát hiện ra sơ hở gì, ngài vẫn phải tốn rất nhiều ngân lượng cho hắn, vậy cũng đâu có được lợi bao nhiêu. Vậy thì đừng để hắn nhìn ra sơ hở. Ê, sắp sinh rồi, ngươi mau lập tức trở về đi. Nhanh lên, dẫn sức, dẫn sức đi. Sắp sinh rồi, sắp rồi, sắp rồi. Ráng lên, hít thở, mạnh lên. Tạm cố gắng lên, mau đến nhà môn tìm đại ca. Ráng lên, ráng lên.
Ủa, sao người lại tới đây vậy? Tìm đại ca, đại tẩu sắp sinh rồi, đại ca phải mau về nhà. Đại ca, ngươi không về được nữa, ngươi tới rất đúng lúc. Con gà trống này ngươi mau đem về đi. Tại sao đại ca lại không về được? Có thấy chiếc xe đó không? Đuổi theo chiếc xe đó, ngươi sẽ biết tại sao. Mau đi đi, chậm chân là không kịp đó. Hoàng thượng, hoàng thượng, bác Dương gia có tin gì chưa? Có rồi, hoàng thượng hỷ lại hồi cung rồi. Nói Chu Hoài Nhân dẫn theo Long Tử đã đến nơi an toàn. Xin hoàng thượng và bác Dương gia yên tâm. Trần Lâm, trẫm muốn thiết yến mời bá quan, ngươi đi chuẩn bị đi. Mỹ tửu, mỹ thực, mỹ nhân múa đẹp. Các khanh không uống, không ăn, không xem, mà nhìn trẫm làm gì? Dương Diên Linh, khanh nói trước đi. Bấm hoàng thượng, thần đang nghĩ tại sao hôm nay hoàng thượng lại mở yến mời chúng thần. Trương Đức Lâm, khanh nói xem. Bấm hoàng thượng, thần cũng nghĩ như Dương đại nhân. Hai khanh nghĩ giống nhau, vậy thì đúng là khó rồi. Chứ vị đại thần, các khanh có nghĩ giống hai vị đại nhân đây không? Giống vậy. Văn võ bá quan đều nghĩ giống như nhau. Tại bốn triều đây là lần đầu tiên đó, đúng không, bác đệ? Chúc mừng hoàng thượng. Được. Nếu các khanh đều đã muốn biết, trẫm sẽ nói cho các khanh biết. Trẫm đã có được một hoàng tử. Sao vậy? Các khanh không vui à? Xem ra các khanh đều biết, mấy ngày trước trẫm có được một con yêu quái. Nhưng vẫn còn chuyện các khanh không biết. Bây giờ trẫm sẽ cho các khanh biết. Trần Lâm, cho mọi người gặp hoàng tử của trẫm. Nghe đi, tiếng khóc vang dội biết mấy. Trẫm thích nghe tiếng khóc này là hay nhất.
Các khanh đều bị trẫm gạt rồi. Lúc hoàng tử của trẫm chào đời, thiên tượng bất lợi hại cho hoàng tử. Trẫm đã mất đi 5 đứa con rồi. Trẫm phải giúp cho đứa con này được sống. Trẫm đành phải dùng một con mèo bị lột da đối phó thiên tượng, âm thầm đưa đứa bé đến phủ Bác Hiền Đệ gửi nuôi vài ngày, đến khi thiên tượng chuyển lành. Hôm nay trẫm lại đón hoàng tử về lại trong cung. Giang Sơn Đại Tống lại có được hoàng tử. Không lẽ các khanh không vui sao? Chúc mừng hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Giang Sơn Đại Tống vạn tuế. Chúc mừng hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Giang Sơn Đại Tống vạn tuế. Nương nương, hoàng thượng đến rồi. Hoàng thượng, đã lâu rồi trẫm không nghe nàng đàn. Hoàng thượng muốn nghe khúc gì? Thần thiếp sẽ đàn cho hoàng thượng nghe. Lúc nãy trẫm ở ngoài cửa nghe được một lúc rồi. Nàng chơi đàn không còn hay như trước nữa. Vì sao lại vậy? Vì sợ hoàng thượng nghe đã chán rồi. Không, là tiếng đàn của nàng không sạch sẽ, có thêm phẫn nộ và oán khí. Trẫm nói có phải không? Thần thiếp không thấy như vậy. Trẫm muốn nàng nói, muốn nàng nói sự thật. Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp đúng là cũng có oán khí. Thần thiếp oán hận mình không biết hơn thua, không có bản lĩnh, không thể giải tỏa lo âu giúp hoàng thượng, không thể giúp hoàng thượng sinh con cháu nối dõi. Thần thiếp còn đố kỵ, đố kỵ gia hoàng của mình còn tốt hơn số mình. Hầu hạ hoàng thượng một đêm mà hạ sinh long tử. Thần thiếp còn đố kỵ, đố kỵ tẩu tẩu có thể giúp ca ca sinh được 2 đứa con. Trương Đức Lâm lúc nào cũng âm thầm tranh đua với trẫm. Trẫm sinh 1 đứa, hắn liền sinh 2 đứa. Hoàng thượng, thần thiếp muốn hầu hạ hoàng thượng, thần thiếp muốn giúp hoàng thượng có con cháu nối dõi. Trẫm già rồi, lực bất tòng tâm rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Mở cửa. Sao vậy? Con đói rồi. Thì cho nó bú đi. Không có sữa. Không có sữa mà cô dám nhận việc này à? Cô đúng là không muốn sống nữa. Ai nói không có? Hôm qua còn cho bú mà. Sao rồi, đại phu? Hả? Sợ. Sợ. Sợ cái gì? Nhũ phẩm. Không được sợ. Không sợ làm sao đại phu chữa bệnh được? Ngồi xuống. Sợ đi. Ngươi sợ đi. Ta hả? Đây là nữ nhân của ngươi. Ta không biết. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây, để tay lên đó. Sao? Để lên đi. Sợ thấy gì rồi?
không sợ thấy gì hết. Mạnh lên. Sợ thấy rồi. Thấy gì? Có khối u cứng. Có trướng đau không? Ừ, rất trướng, rất đau. Gần đây có lao lực không? Không có. Ngoài kêu nàng ta cho con bú thì không cho nàng ta làm gì hết. Có, ta đi xe trồng trành suốt một ngày. Gần đây có bị hoảng sợ không? Đâu chỉ là hoảng sợ. Im miệng. Khối u, chán nản, cương sữa. Đại phu, ông nói vậy là sao? Nhũ tuyến không thông, ngực bị tắc sữa, lao lực, hoảng sợ là đại kỵ khi ở cử. Đại phu, có chữa được không vậy? Khai thông. Khai thông à? Vậy thì ông hãy mau khai thông đi. Ngu dốt là ngươi khai thông. Ta làm sao ta khai thông được? Ấn, xoa, bóp, hút. Ta không biết. Ngươi không biết, vậy hai đứa con từ đâu mà có? Kẻ ngốc còn biết. Ngươi còn để tay ở đó làm gì? Nè, đại phu. Đại phu à? Đại phu. Cởi ra đi. Chồng của ta sẽ giết ngươi. Chồng của cô à? Thằng ta đang ở đâu? Chàng đang trấn giữ biên ải, trong tay có mấy chục huynh đệ. Trước khi chúng ta rời khỏi nơi này, ta chính là chồng cô. Đợi chồng của ta trở về, ta sẽ kêu chàng giết ngươi. Cởi ra đi. Sau khi đại ca chết, ta vừa chăn dê vừa đọc sách. Mội làm sao vậy? Một hôm đang đi chăn dê, ta đã gặp được hai nữ nhân rất quan trọng trong cuộc đời. Một trong hai người tên là Vũ Nhung, người kia tên là Đoan Ngọ. Mội về cùng ta đi, cha ta làm quan để ông ấy tìm giúp mội được không? Đừng về cùng cô ta, cha cô ta là kẻ xấu. Đúng đúng đúng, ai làm quan cũng đều là kẻ xấu. Đi, đi đi. Làm gì vậy? Hai người cứ ở đây tìm từ từ đi. Nếu không tìm được thì ngươi dẫn nó về làm vợ luôn đi. Một tên khờ, một đứa ngốc, xứng đôi lắm. Năm sau, Ích Nhi, Ích Nhi, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, Ích Nhi, hả, Ích Nhi, Ích Nhi à? Ích Nhi. Ích Nhi. Ích Nhi. Ích Nhi. Cha. Ích Nhi. Cha. Sao hai đứa lại ở đó vậy? Cha. Làm cha sợ muốn chết. Cha, tụi con lừa cha đó. Chờ một chút. Ăn cơm thôi. Cha có ngửi thấy không? Ngửi thấy chứ. Đến rồi à? Mẹ, con đói rồi. À, nè, lại đây, ăn cơm đi. Ăn đi con. Ích Nhi, khoan đã.
lần nào cũng là thanh nữ ăn trước vậy? Ta là tỷ tỷ, đương nhiên ta ăn trước. Con ngon không, thanh nữ? Dạ ngon, nè, mọi người cùng ăn đi. Nè, Ích Nhi, ăn nhiều vô con. Nè, ăn nhiều một chút. Đây. Để chơi trước đi. Mẹ, sao tối nào cha cũng đều ở bên ngoài, trời mưa cũng không vào vậy? Mẹ cũng không biết, con đi hỏi cha con đi. Tỷ biết đó, cha sợ kẻ xấu vào nhà nên ra ngoài canh nhà cho chúng ta. Không đúng, cha nhà người ta sao không ngồi ở ngoài? Nhà người ta có chó giữ nhà rồi. Vậy thì kêu cha nuôi một con chó đi, như vậy cha có thể vào nhà rồi. Chó đâu có lợi hại bằng cha. Thanh nữ, không được nói bậy. Mẹ, công phu của cha con có lợi hại không? Mẹ không biết. Mẹ ơi, con cũng muốn học công phu. Mẹ kêu cha dạy cho con với. Nữ nhi mà học mấy thứ đó làm gì? Theo mẹ, học mấy việc theo thùa hay hơn. Tỷ tỷ, đệ nói giúp tỷ. Cha nghe lời đệ mà. Được, chúng ta cùng kêu cha dạy. Đệ không thích công phu, đệ muốn đọc sách. Cha nói mai sẽ dẫn đệ đi gặp tiên sinh giỏi nhất. Tiên sinh. Tiên sinh, tôi dẫn học trò tới rồi. Ích Nhi à, mau gọi tiên sinh đi. Ông ấy không phải tiên sinh. Ích Nhi, mau gọi tiên sinh đi. Tại sao lại nói ta không phải tiên sinh? Vì nhìn ông không giống. Vậy ta phải trông như thế nào thì mới giống tiên sinh? Nhà ông có sách không? Không có. Vậy ông lấy gì mà nói mình là tiên sinh? À, Châu Nhi. Châu Nhi. Dạ, con đây gia gia. Gia gia, có chuyện gì? Vì tiểu công tử này nói nhà ta không có sách. Sách nhà ta ở đâu? Dạ, ở trong bụng. Sách của nhà muội đều nằm ở trong bụng của gia gia. Trong bụng của muội cũng có chút xíu. Hả? Huynh không tin à? Muội đọc cho huynh nghe. Một tầng núi, hai tầng núi, núi cao trời xa mây khói lạnh, tương tư lá phong đỏ, hoa cúc nở, hoa cúc tàn, tái nhạn bay cao người không về. Một tấm rèm phong nguyệt có hay không? Hay lắm, nghe có hiểu không? Không hiểu, sau này muội giảng cho huynh nghe. Ừ, được đó. Ích Nhi à, con có thích vị tiên sinh đó không? Con thích Châu Nhi. Vị tiên sinh đó lợi hại lắm, cha ông ta còn lợi hại hơn. Là tiên sinh của Nam Đường hoàng đế, từng dạy hoàng đế cuối cùng của Nam Đường đọc sách đó. Sau đó Nam Đường đánh trận với Đại Tống chúng ta, bị hoàng đế khai tổ của Đại Tống đánh bại chiêu hàng, nên không còn nước Nam Đường nữa. Sau đó họ đã lưu lạc tới nơi đây. Con nghĩ coi, thiên hạ nhiều sách như vậy đều được chứa trong bụng ông ta hết. Trong bụng Châu Nhi cũng có sách, con muốn Châu Nhi làm tiên sinh của con. Bụng nữ nhi thì chứa được bao nhiêu sách chứ, nó còn nhỏ hơn con nữa, làm gì có chuyện tiên sinh nhỏ hơn học trò. Cha chưa nghe nói thiên hạ có nữ tiên sinh bao giờ. Ích Nhi phải học thật chăm chỉ, theo tiên sinh học thật nhiều sách.
bẩm hoàng thượng, tiểu chủ nhân ở dân gian bình an vô sự, hiện đã cao đến ngực nô tài rồi. Chu thị vệ còn mời cho tiểu chủ nhân tiên sinh riêng nữa. Còn gì nữa, kể thêm cho trẫm nghe. Nói cho ta. Ít đi, từ từ thôi con, coi chừng té. Mẹ ơi, mẹ cũng chơi đây. Mẹ chạy không nổi nữa đi. Hay, đã giỏi quá. Nè, chuyện cho ta. Ê chà, đã giỏi quá. Hay lắm. Thục Phi tỷ tỷ, ta đến thăm Ít Nhi. Hôm qua nhà mẹ ta tiến cung, hái cho ta ít quả mới. Đúng là ta mang tới cho Ít Nhi nếm thử. Đa tạ tỷ tỷ. Bên này, bên này. Ít Nhi, Ít Nhi, lại đi. Mau đa tạ nhị nương nương đi con. Đa tạ nhị nương nương. Còn con đó, đầu đầy mồ hôi, coi chừng bị cảm lạnh đó. Đi chơi đi con. Ít Nhi cũng đã đến tuổi đi học rồi, sao vẫn chưa tìm tiên sinh? Muội cũng không biết. Đã kêu Trần Công Công nói với hoàng thượng mấy lần rồi, Trần Công Công nói là không vội. Vậy hoàng thượng có đến thăm Ít Nhi hay không? Hoàng thượng bận, Trần Công Công thì thường hay đến. Tỷ tỷ, tỷ vô nhà ngồi đi, muội đi pha trà cho tỷ. Không đâu, ta còn phải mang hoa quả đến cho Đức Phi nữa, xin cáo từ trước. Nương nương, Dương Phi nương nương đến rồi. Muội muội, đã mấy ngày không gặp tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ ở trong phòng cả ngày làm gì vậy? Muội mang cho tỷ tỷ ít hoa quả, tỷ tỷ nếm thử coi sao. Làm phiền muội rồi, đây, mời ngồi. Chẳng trách muội không nghe thấy tiếng đàn của tỷ nữa, thì ra tỷ tỷ đóng cửa trao dồi học vấn. Bây giờ hoàng thượng không thích nghe ta đàn nữa, cả ngày không có chuyện gì làm, đành phải đọc sách giải khuây thôi. Đâu giống như muội muội vừa biết thêu thùa lại biết vẽ. Lúc nãy còn nói chuyện học hành của Ít Nhi, hay là tỷ tỷ làm tiên sinh của Ít Nhi được rồi. Muội muội gặp Ít Nhi rồi sao? Muội đã gặp rồi, muội cũng mang cho nó ít hoa quả. Tỷ nói xem hoàng thượng sao vẫn chưa chọn tiên sinh cho Ít Nhi, đã đến tuổi đi học lâu rồi mà. Chuyện lớn như vậy muội nên đi hỏi hoàng thượng. Tỷ tỷ, tỷ nói xem có lạ hay không? Lúc nãy muội đã nhìn rất kỹ, Ít Nhi không những không giống hoàng thượng mà cũng không giống mẹ nó. Tỷ có nhìn ra không? Hoàng thượng và đứa con này hình như không thân chút nào. Giống hay không giống, thân hay không thân thì có làm sao? Đó là hoàng tử duy nhất còn gì. Tỷ tỷ nói rất đúng. Hoàng thượng. Hoàng sao? Hoàng sao? Hoàng thượng. Đứng dậy, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày nào nàng cũng thắp nhang bái Phật, làm cho tẩm cung khói sương nghi ngút, sắp thành một ngôi miếu rồi. Nè, nói trẫm biết chơi, nàng cầu Phật phù hộ nàng chuyện gì? Để trẫm nói thay nàng vậy. Nàng cầu Phật ban thêm cho nàng một đứa con nữa. Trẫm nói đúng chứ? Muốn có thêm một đứa con, chỉ cần cầu Phật thôi không đủ, còn phải cầu trẫm nữa. Nàng không thị tẩm, Phật có thể đưa con trai vào trong bụng nàng được sao? Thần thiếp thắp nhang bái Phật là cầu Phật tổ phù hộ cho con của hoàng thượng và thần thiếp ở trên trời được bình an êm ấm. Lại nhớ tới con của chúng ta rồi.
thần thiếp luôn nhớ tới con mọi lúc mọi nơi. Trẫm cũng nhớ, đặc biệt là Kỳ Nhi, trẫm rất thích nó. Trẫm không nghĩ tới chuyện đau lòng đó nữa. Đêm nay trẫm không đi nữa, trẫm sẽ ở đây. Hãy sinh thêm cho trẫm một đứa con. Hoàng thượng, những muội muội khác đang mong người đó, người đừng khiến cho họ thất vọng. Nàng lại đuổi trẫm. Nàng đã biết bao lâu nàng không hầu hạ trẫm không? Từ sau khi Kỳ Nhi mất, nàng chưa thị tẩm lý một lần. Hoàng thượng, thân thể thiếp luôn không được khỏe mạnh. Không được khỏe cũng phải thị tẩm. Đêm nay trẫm chỉ ở đây thôi. Hoàng thượng, thần thiếp không thể thị tẩm. Tại sao vậy? Thần thiếp có lỗi với hoàng thượng, càng có lỗi với con của chúng ta. Là trẫm có lỗi với mẹ con nè. Trẫm chăm sóc thiên hạ của Triệu gia nhưng không bảo vệ được con trai của chúng ta. Con trai của trẫm không thể chết quan. Trẫm nhất định phải tra ra hung thủ. Thu thâu đông tàn, nhuận như thành tuế, lực lử điệu dương, dân đàn tri vũ, tọa triều vấn đạo, thùy cung đình chuông, ái dục lê hủ, thần phủ dung phương. Châu Nhi, muội nhỏ hơn ta mà trong bụng chứa nhiều sách như vậy, ai dạy muội hả? Gia gia muội nghe nói cha của gia gia muội từng dạy hoàng thượng đọc sách. Có dạy, nhưng ông ấy không phải tiên sinh tốt. Tại sao vậy? Ông nói với muội, học trò cha ông dạy chỉ biết làm văn, không biết làm người, càng không biết làm hoàng thượng, làm cho nam đường bị mất luôn. Thật sao? Ừ. Vậy còn gia gia muội là tiên sinh như thế nào hả? Tiên sinh tốt, ông đã đốt sách của cha ông. Ông còn nói với muội là dạy học trò làm người trước rồi mới dạy học vấn. Ừ. 10 năm đèn sách, đến năm khoa cử thi hội. Ta thi lần 1 được tú tài, lần 2 được hưng khôi cao trung. Người vui nhất là tiên sinh. Ông dạy học cả đời rồi cũng có thành quả. Miễn Nhi, đừng nói gì. Chim, trên bao gạo ngắm có chuẩn không? Không biết. Hả? Còn phải mở một mắt nhắm một mắt. Nè, chờ đã, chờ đã. Ôi trời, chim bay mất rồi. Con không được, mẹ con được. Bao Miễn, Thẩm Thẩm, Tam Hắc Ca, Tam Hắc Ca. Ừ? Đinh tiên sinh đã đến nhà rồi, kêu huynh mau về nhà. Đoan Ngọ, muội phải để xuống. Nè, muội mau bỏ xuống đi. Muội giác nổi mà. Muội ấy tên Đoan Ngọ, là tiểu cô nương bị người nhà dứt bỏ năm xưa. Tẩu tẩu nhận nuôi muội ấy và chúng tôi trở thành người một nhà. Muội ấy là người giúp tẩu tẩu làm việc trong nhà ngoài ngõ, giúp tẩu phải gánh vác cái nhà này, nuôi hai người Nam Nhi là ta và Miễn Nhi trưởng thành. Bờ lúa giữa trưa nắng, bờ lúa giữa trưa nắng, mồ hôi đổ ruộng lắng, mồ hôi đổ ruộng lắng, mâm cơm người có hay, mâm cơm người có hay, hạt hạt đều cay đắng, hạt hạt đều cay đắng. Cha, cha làm gì vậy? Ta hỏi ông đang dạy học hay là đang cày ruộng vậy? Lão phu vừa dạy học trò cung trồng rau màu, nhất cử lưỡng tiện. Ta cho ông biết, ta bỏ ngân lượng ra là để đọc sách, không phải là để làm công cho nhà ông.
Vậy bài thơ Ích Nhi vừa mới đọc là cậu dạy hay sao? Học vấn phải học làm người trước, học cách làm người mới được học vấn. Gia gia con nói, làm người phải học làm trâu ngựa trước, chịu được khổ trong khổ thì mới hơn người ta. Ông nói vậy là ý gì đây? Đi. Nè, ta cho ông biết, chúng ta không theo học ông nữa. Tùy ý cậu thôi. Ích Nhi, đi con, chúng ta không học ông ta nữa. Không, con muốn học. Ích Nhi à, nghe cha nói nè. Không, con không nghe. Ủa? Thu thâu đông tàn, ngẩn như thành tuế, lực lử điệu dương. Nhà muội ở bên này, muội về đây, tạm biệt. Để chúng ta tiễn muội về. Không cần đâu, muội tự đi về được. Tạm biệt. Tạm biệt. Ích Nhi à, về nhà thôi. Sẽ lấy ta mà. Cha, con có thể cưới hai vợ được không? Chờ con lớn lên rồi, chỉ cần là con thích, cưới mấy người cũng được hết. Cha, vậy còn con? Con gái con nữa, không được nói bậy. Cha, con đói rồi, không biết mẹ nấu cơm xong chưa nữa. Con đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Mẹ ơi, mẹ, tụi con về rồi. Mẹ ơi. Cha ơi, sao vậy hả? Mẹ. Mẹ ơi. Ngươi là ai? Ông ấy là chồng ta. Vẫn vậy. Vẫn là hương vị của vợ ta. Ngươi có biết ta tìm các người bao nhiêu năm, đã tìm biết bao nhiêu nơi rồi không? Làm sao ông tìm được chúng tôi? Ngươi, mấy năm nay ta giống như chó vậy, trèo đều lội suối, hang cùng ngõ hẻm, gửi từng nhà một. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho ta ngửi thấy rồi. Lão tử đánh trận bán mạng ở biên ải, à tiện dân này nén chồng của mình thông dâm với người. Mấy năm nay ta đây vẫn luôn nghĩ làm sao để giết các người mới giải được nỗi hận trong lòng ta. Ta đã nghĩ ra 100 kiểu chết của các người, nhưng đều không hạ giận. Người giúp cho ta ý kiến đi. Ông nghĩ sai rồi. Vợ ông là trong sạch. Sáng hôm nay, Dương Phi nương nương và Lưu Nga nương nương lần lượt mang đến cho Lý nương nương canh bổ do chính mình nấu. Nha hoàng là bác cũng đã thử đọc, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Vậy thì quá lạ. Đứa con trai giả này ngược lại sống rất bình an. Không lẽ là trẫm quá đa nghi? Hoàng huynh, kẻ bức hại hoàng tử hành xử vô cùng cẩn thận, không phải là kẻ dễ dàng có thể điều tra. Vậy phải điều tra tới bao giờ? Cha tới khi trẫm cũng bị chúng hại chết, khiến giang sơn này mang họ khác hay sao? Các người có biết rằng mấy năm nay trong lòng trẫm rất khổ, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, triều chính nguy cơ rình rập, hậu cung lòng người khó dò, trên dưới triều đình ngoài hai khanh ra, trẫm không biết còn có thể tin được ai. Trẫm mất đi năm đứa con,
đứa duy nhất còn sống trẫm cũng chưa từng được gặp một lần, mà phải trốn ở dân gian cuộc sống khổ cực. Một đứa con giả lại ngày ngày gọi trẫm là phụ hoàng, trẫm con phải đồng ý. Ngày tháng như vậy trẫm phải sống tới bao giờ đây? Hoàng huynh, thần đệ có một chủ ý. Đồn ra ngoài là hoàng thượng chuẩn bị sức phong hoàng hậu. Mẹ con hôm nay ta đánh chết ngươi hay không? Mẹ ơi, chạy đâu hả? Ngồi lại đây cho ta. Mẹ ơi, ngồi trở về giường, trở lại giường cho ta. Quay lại giường cho ta. Mẹ ơi, quay lại. Mẹ ơi, Vương gia phu giám phụ các ngươi mở miệng ra nói mình trong sạch sao? Quay ra. Mẹ ơi, ngươi dùng đứa con quan đó đổi đi. Rốt cuộc làm sao ngươi tìm được chúng tôi? Còn ai biết hành tung của chúng tôi nữa? Giết nó rồi, ta sẽ cho ngươi biết. Thả mẹ tôi ra đi. Quan quan đi. Đừng đụng vào ông ấy. Mấy năm nay ta đã sắp quên là ta còn có một người chồng. Chư vị khanh gia, hôm nay thượng triều trẫm có một chuyện muốn thương lượng với các khanh. Hoàng hậu mất đã nhiều năm, trung cung cũng bỏ trống nhiều năm. Trẫm bị chuyện này dai dò lâu rồi. Nước không thể một ngày không vua, nước cũng không thể lâu ngày không mẹ. Bây giờ thiên hạ thiên tai liên tục, thân dân chịu nhiều khổ đau. Trẫm cần một vị hoàng hậu để mẫu nghi thiên hạ. Bây giờ trong chốn hậu cung, Dương phi, Thẩm phi, Lưu phi, trẫm đều rất sủng ái, đều là người trẫm lựa chọn. Nhưng trong cung chỉ được có một vị chủ nhân. Chuyện này thật sự làm khó trẫm. Trẫm nghĩ rất nhiều lần cũng không nghĩ ra được cách gì hay. Các khanh đưa ra chủ ý giúp trẫm. Dương Diên Linh. Bấm hoàng thượng, Dương phi nương nương là tôn nữ của Tiền Tể tướng, xuất thân danh môn, cao nhã đoan trang,
có thể gánh vác trọng trách mẫu nghi thiên hạ. Trương Đức Lâm, hãy nói xem. Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng việc gấp trước mắt là sớm lập thái tử. Trẫm đang nói chuyện sắc phong hoàng hậu. Sắc phong hoàng hậu là an định thiên hạ, còn lập thái tử là gốc của một nước. Hoàng thượng đã có 5 hoàng tử bất hạnh qua đời, trên dưới triều đình sớm đã bất an. Bây giờ lục hoàng tử đã trưởng thành rồi, sớm lập thái tử, sớm yên lòng người. Trẫm muốn sắc phong hoàng hậu mà hắn đòi lập thái tử. Tình Trương Đức Lâm này là có ý gì đây? Một công đôi việc. Một là không muốn hoàng thượng sắc phong hoàng hậu lúc này. Hai là thăm dò thật giả hoàng tử. Nhưng tại sao hắn lại không muốn cho trẫm sắc phong hoàng hậu lúc này? Hoàng hậu mà hắn muốn thấy không có phần thắng. Ý đề là Lưu Nga. Chuyện hoàng tử giả, không lẽ bị nàng ta phát hiện rồi? Chuyện hoàng tử giả cực kỳ cơ mật, chỉ có mấy người chúng ta biết, không thể nào để lộ được. Trương Đức Lâm trời sinh đa nghi, bất cứ chuyện gì hắn cũng hoài nghi. Thần để cho rằng hắn đang thăm dò hoàng tử là thật hay giả. Để người như vậy ở bên cạnh thật quá đáng sợ, trẫm phải trừ khử hắn. Hoàng huynh, Trương Đức Lâm thân là xu mật sứ, nắm giữ trọng binh, một nửa binh lực đại tống đều nằm trong tay hắn. Nếu như hành động quá gấp, e rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Không lẽ cứ để củ khoai bỏng tay này làm trẫm bỏng cả ngày hay sao? Để hắn rời xa triều đình, dẫn binh chinh chiến biên hải, sau đó từ từ làm suy yếu lực lượng của hắn. Sóng nổi gió nhẹ, trăng sáng vẽ thuyền, người về sau. Rượu tàn dần tiêu, một mình tựa lan can. Nàng còn nhớ không? Dạ nhớ. Năm đó hoàng thượng thân chinh biên ải thảo phạt, tối ngày trước khi đi, thần thiếp đã ngâm cho hoàng thượng nghe. Đúng vậy, cũng là ở nơi đây, chỉ có hai ta. Nàng dựa vào lòng trẫm. Lúc đó hoàng hậu đã ghen với nàng rất nhiều. Lúc đó chúng ta ước hẹn, khi chúng ta ở bên nhau, chỉ là một đôi vợ chồng nhân gian, không có hoàng thượng, cũng không có thần thiếp. Nàng thay đổi rồi. Bảo vệ được con gái xa chúng ta, nàng cũng xa lánh ta. Nàng oán hận ta, hận ta không bảo vệ được con trai chúng ta. Thần thiếp chưa bao giờ oán hận hoàng thượng, thần thiếp hận chính mình. Đừng gọi ta là hoàng thượng. Trẫm muốn sắc phong hoàng hậu, trẫm muốn phong nàng làm hoàng hậu. Hoàng thượng, thần thiếp vô đức vô năng, không xứng làm hoàng hậu. Trong chốn hậu cung, chỉ nàng có thể vì trẫm mẫu nghi thiên hạ. Thần thiếp không làm hoàng hậu. Tại sao nàng lại muốn chống đối trẫm? Là hoàng thượng đã chiều hư thần thiếp. Hoàng hậu không phải nàng muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm. Trẫm nói phải nghe. Ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu phong nàng làm hậu. Hoàng thượng, thiếp muốn thị tẩm. Đêm nay thiếp muốn. Hoàng huynh, vội vàng triệu thần đệ tiến cung, không biết có chuyện gì dặn dò. Trẫm muốn sắc phong hoàng hậu. Sắc phong hoàng hậu à? Hôm nay sẽ sắc phong. Trẫm muốn phong Thẩm Phi làm hậu. Hoàng huynh,
đưa ra khẩu dụ sắc phong hoàng hậu, mục đích là khiến cho các thế lực âm thầm sóng gió trong triều và hậu cung nổi lên trên hiện trần biết. Bây giờ sắc phong Thẩm Phi sẽ rất khinh suất, hoàng thượng hãy nghe ý kiến của quần thần. Tại sao trẫm phải nghe bọn họ chứ? Trẫm lập hoàng hậu hay họ lập hoàng hậu? Bây giờ để hay lập chiếu thư, hôm nay sẽ tuyên chiếu. Chuyện này hoàng thượng, hoàng thượng. Sao vậy? Thẩm nương nương đóng chặt cửa phòng, gõ cũng không mở. Thẩm phi nương nương, Thẩm phi nương nương. Hả? Thẩm phi, Thẩm phi, Thẩm phi nương nương. Mau thả nàng ấy xuống, mau, mau, mau. Biết người trẫm yêu nhất là nàng, tại sao nàng lại bỏ trẫm ở lại? Hoàng thượng, Hỷ Lai từ quê trở về rồi, bác Dương gia cũng đang chờ người ở thư phòng. Hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi. Chồng của bà vú đó đã tìm được họ, bị Chu Hoài Nhân giết rồi. Làm sao hắn tìm được bọn họ? Nô tài không biết. Người lui xuống đi. Dạ. Ít nhi ở quê cũng không còn an toàn, phải mau đón nó quay về đây. Hoàng huynh vẫn chưa tìm ra được kẻ quỷ kế đa mưu, bây giờ đón ít nhi về, thần để sợ rằng không phải ít nhi giả trong cung cũng đang sống rất tốt hay sao? Nếu tới khi trẫm chết cũng chưa tra ra thì sao? Cốt nhục của trẫm sẽ vĩnh viễn lưu lạc dân gian hả? Vậy ít nhi giả phải làm sao đi? Các hành ra chủ ý kêu trẫm dùng hoàng tử giả đó làm mồi nhử để tra ra hung thủ. Giờ thì hay rồi, cá không cắn câu mà câu được trẫm rồi. Các hành nói trẫm phải làm sao đi? Không ai làm thì chúng ta đành tự làm thôi. Hoàng thượng, nô tài sẽ đi làm ngay. Trần công công, ông tới rồi. Chu thị vệ, ngài chịu khổ rồi. Hoàng thượng nói ngài lập được đại công, muốn trọng thưởng cho ngài. Ít nhi, Ít nhi à? Cha. Ít nhi, vị này là Trần công công, ông ấy tới đón con về nhà. Tiểu chủ nhân, người chịu khổ rồi, nô tài tới đón người về nhà. Dạ. Tiểu chủ nhân, thần là nô tài của người. Mẹ, cha con làm sao vậy? Tiểu chủ nhân, chúng thần đều là nô tài của người. Nhà của người là ở kinh thành,
cha mẹ người thì ở trong cung. Gì? Ít Nhi, Ít Nhi, Châu Nhi cần quay lại hơn. Ta không biết. Vậy sau này huynh sẽ là một hoàng thượng tốt sao? Châu Nhi, ta sẽ cố. Huynh từng nói sau này lớn lên huynh sẽ cưới muội. Ta nhất định sẽ làm được. Châu Nhi, huynh đừng quên nha, phải quay lại cưới muội đó. Châu Nhi, Châu Nhi, Châu Nhi, Châu Nhi. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Hoàng thượng, Long tử đến rồi. Hoàng thượng, nô tài đưa tiểu chủ nhân về rồi đây. Tốt. Tiểu chủ nhân, mau gọi phu hoàng đi. Ít Nhi, đây, hãy đến bên cạnh phụ hoàng đi. Tiểu chủ nhân, Ít Nhi, để phụ hoàng ngắm con thật kỹ. Chú Hoài Nhân, trẫm sẽ thưởng cho khanh thưởng thật hậu hĩnh. Tạ ơn hoàng thượng. Ít Nhi, khiến con tuổi thân rồi, phụ hoàng sẽ không để con đi nữa. Ít Nhi. Dạ. Ít Nhi à, con đã về thì nên gọi phụ hoàng rồi. Dạ. Hoàng thượng. Dạ. Nô tài đáng chết. Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Tiên sinh, tẩu tẩu, xảy ra chuyện gì vậy? Bao chừng lão phu vất vả cực khổ dạy con 10 năm, con nên báo đáp lão phu. Ừ? Thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai lên đường. Sáng sớm ngày mai? Đi đâu? Lên kinh thành thi làm quan. Ừ? Nướng nhiều bánh quá vậy? Cho huynh đem theo ăn dọc đường đó. Đâu có dùng hết được. Đường xá xa xôi, đem nhiều yên tâm hơn. Đoan Ngọ. Dạ. Sau này nhờ muội chăm lo trong nhà. Ta mắc ca, chuyện trong nhà huynh cứ yên tâm. Ngược lại, một mình huynh lần đầu đi xa, khiến người khác không yên tâm. Đường đường là nam nhân bảy thước, có gì mà không yên tâm. Tam Thúc, Khai Phong phủ có xa không? Xa. Là bao xa? Không biết. Vậy phải ăn mấy miếng bánh mới tới được. Không được, vẫn phải nướng thêm mấy miếng nữa. Ừ.
không cần làm nhiều vậy đâu. Tay nải đựng không có hết. Cũng không có mấy cái, bớt đi vài quyển sách là được rồi. Ăn một miếng uống một miếng, dù sao những gì dưới trong sách đều chứa trong bụng của huynh mà. Tam Hắc Ca, tại sao huynh phải đi thi làm quan? Ở lại nhà không tốt sao? Vì thiên hạ này không công bằng. Sao không công bằng? Năm muội mới tới nhà ta, kho lương lưu châu thất thoát, tri phủ lạm dụng chức quyền, lừa gạt trắng trợn, lấy gạo trong tiệm ca ca tẩu tẩu. Muội nói xem công bằng không? Không công bằng. Lừa lương thực xong không những không trả, còn đổi trắng thay đen hại chết ca ca. Vậy công bằng không? Không công bằng. Vậy huynh đi thi làm quan là có thể giúp thiên hạ công bằng rồi. Ta có thể. Thiên có thiên đạo, vương có vương pháp. Chỉ có thi được công danh làm vị quan tốt thì mới chủ trì công đạo cho thiên hạ này. Tam Hắc Ca, muội tin huynh sẽ thi đậu. Vậy huynh đi thi được công danh thì chừng nào mới trở về? Ít thì vài tháng, nhiều thì nửa năm. Muội nghe nói các phú hào đều bắt con rể có tên trên bảng vàng, huynh sẽ không bị bắt cóc chứ? Không đâu. Vậy có khi nào huynh dắt theo cô vợ từ Khai Phong về không? Không đâu. Tam Hắc Ca, tẩu tẩu kêu muội lấy chồng, huynh nói thử muội lấy hay là không lấy? Lấy, nhất định phải lấy được người tốt. Không được, không được lấy. Chờ ta về rồi hãy lấy. Ngày muội bái đường ta cũng phải có mặt. Tam Hắc Ca, muội nhất định sẽ chờ huynh. Ừ. Tam Hắc, có nhớ đại ca của đệ chết như thế nào không? Ta nhớ. Nhớ tại sao đệ phải đi thi làm quan không? Ta nhớ. Dập đầu với đại ca, người sẽ phù hộ cho đệ. Lão phu dạy người nửa đời, từ nhỏ con đã khác người. Lão phu dạy học cả đời nay cũng chưa có được tu tài nào, lần này trông cậy hết vào con. À, xin nhận của lão phu một lại này. Học trò nhất định không phụ tâm quyết của sư phụ, sau này nhất định báo đáp ơn dạy dỗ của sư phụ. Hey, con thi đậu công danh chính là báo đáp rồi. Con nhớ đi đường cẩn thận. Tam Hắc Ca, trời tối thì lo đi nghỉ sớm, huynh tuyệt đối đừng đi đêm. Trời tối ta cũng không sợ. Muội sợ huynh làm người ta sợ. Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, mau lên đường thôi hả. Xin lỗi, xin đắc tội, đắc tội, đắc tội. Đắc tội? Hả? Ủa? Ai đã lấy tay nải của ta? Hả? Y phục. Ngươi là người hay ma? Ta là người. Ta không tin. Ngươi là ai mà trộm y phục của ta? Ngươi nói bậy. Rõ ràng ta lượm được bộ y phục này ở bờ sông. Ta xuống sông tắm để y phục trên bờ bị người lấy trộm đó. Ngươi nói bậy, dưới sông hoàn toàn không có người. Càng quấy bậy bạ, trả y phục lại cho ta. Trả đây.
Ta giết ngươi. Ngươi là nữ nhân. Tài nải của ta đang ở đâu? Bờ sông chỉ có y phục không có tài nải. Không lẽ tài nải của ta mọc chân tự chạy mất rồi? Ngươi muốn đe dọa ta hả? Trong tài nải có thiếp báo danh quan phủ đưa cho ta, nếu như bị mất làm sao ta tới kinh thành đây? Bờ sông chỉ có y phục không có tài nải. Vậy cô trả y phục lại cho ta, ta đi tìm tài nải. Ừ, hay là vậy đi, đằng trước có một cái trấn, chờ trời tối chúng ta sẽ tới đó. Ta mua được y phục thì sẽ trả y phục lại cho ngươi. Vậy bây giờ phải làm sao? Không mặc y phục trước mặt nữ nhân thành ra thể thống gì? Ta đâu có sợ đâu. Ta sợ, không những sợ mà còn rất lạnh nữa. Nè, à, còn cái nữa. Cô đùa cái gì vậy hả? Ngươi đi mua y phục cho ta, ta sẽ trả lại y phục này cho ngươi. Tại sao cô phải mặc y phục của nam nhân? Hỏi nhiều làm gì? Biết được càng nhiều sẽ càng chết sớm. Hai chúng ta giờ đã xong nợ. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Sao còn theo ta làm gì? Tài nải của ta đang ở đâu? Hay làm sao ta biết tài nải của ngươi đang ở đâu? Tạnh mưa rồi. Đi đâu vậy hả? Ta cũng biết. Ở trước mặt có một khách điếm kìa, ngươi không thấy hả? Ta hết ngân lượng rồi. Vậy ta sẽ trả tiền cho ngươi. Được rồi chứ. Nhưng mà ngươi không được cho người khác biết ta là nữ nhi. Cầm lấy. Ông chủ cho thuê phòng. Trời ơi, đừng có ồn nữa, nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi mà sao không trả lời? Má. À, rồi, đừng có sợ. Hắn là người. À, hắc nhân. Ngươi kể hắn trắng hay là đen, cho ta thuê hai phòng. Hôm nay hết phòng, chỉ còn phòng một giường thôi. Một chiếc giường, hai người sao ngủ? Thì ngủ chung. Ngươi. Mà nói trước nha, hai người ngủ chung một giường. Vậy ta muốn hỏi một chút, gần đây còn khách điếm nào khác nữa không? Còn ngoài 30 dặm. Công tử. Công tử. Ê. Công tử. Công tử. Uống say rồi. Nè tiểu nhị, ngươi lại đây. Hai chiếc giường này, chúng ta ngủ giường nào? Đợi hắn tỉnh rượu rồi, mấy người tự thương lượng đi. Được, ra ngoài đi. Ta đi tìm tiểu nhị thương lượng để ta ngủ ở phòng khách. Đứng lại. Hả? Đi đâu đó? Không ra thể thống gì. Cái gì không ra thể thống? Để ta ở cùng một nam nhân không quen biết mới là không ra thể thống. Ngươi ở lại đây cho ta. Ta không ở chung phòng với cô đâu. Ta không chê người đen, ngươi tưởng người trắng đúng không? Ta không ở nữa. Ta là người bỏ tiền thuê phòng. Kêu tôi nhị trả tiền lại cho cô. Không được. Không được đi. Không được đi. Không được. Tỉnh rồi. Nè, ngươi làm gì vậy? Sao tùy tiện mở tai nạn của người khác? Nè, lục lọi cái gì vậy hả? Trộm. Hắn là trộm. Trộm? Sao ngươi biết hắn là trộm? Chiều hôm nay hắn cũng tắm ở bờ sông. Đây là tai nạn của ta. Hả? Vậy ngươi mau kiểm tra xem có mất cân lượng không.
mất ngân lượng rồi. Đợi hắn tỉnh dậy, ta sẽ bắt hắn tới quan phủ. Đúng, chặn cửa lại, đừng để hắn chạy thoát. Cô làm gì vậy? Thì trói hắn lại, để hắn tỉnh thì sẽ khó trói đó. Còn đứng đó nữa, lại đây giúp tan tay đi. Ừ. Nè, dùng tay ra sao? Trói chặt rồi. Giờ thì hai chúng ta đều có giường ngủ. Tên trộm này cũng được, để lại cho chúng ta nhiều đồ ăn quá đi. Ngươi không đói sao? Đây là bánh nướng của ta, là tẩu tẩu kêu ta đem theo ăn dọc đường. Ta biết đây là bánh nướng của ngươi, nhưng bàn rượu thịt đó cũng được mua bằng ngân lượng của ngươi. Ngươi là thư sinh, muốn đi kinh thành thi lấy công danh. Thật ra là ngươi ngoài đen ra thì cũng không giống kẻ xấu. Nè, ta muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại muốn làm quan? Vậy ngươi có biết quan nhân là người như thế nào không? Người như thế nào? Người xấu. Sao cô biết được? Vì cha ta cũng là quan nhân. Sao cô là người xấu à? Không phải người xấu, nhưng cũng không gọi là người tốt. Vậy ngươi biết ta là người như thế nào không? Không giống người tốt. Ngươi... Được, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội đoán xem ta là ai. Đoán không ra. Ta cho ngươi biết, ta chính là Tiếu Thiên Miêu, tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ. Chưa nghe bao giờ à? Vậy sư phụ của ta là ai thì chắc ngươi biết chứ. Nói ra sẽ dọa chết người đó. Sư phụ ta là nam hiệp Triển Chiêu, uy trấn giang hồ. Chuyện này thì nghe nói rồi chứ. Ừ. Rốt cuộc ngươi là con quạ đen từ đâu ra? Sao cái gì cũng không biết vậy? Lục soát từng phòng một cái đó. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Đi đi, đi rồi. Mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Mình qua đi. Trong phòng là ai đang ở? Ba nam nhân. Có một người mặc đen thui à. Đập cửa đi. Mở cửa. Mở cửa đi. Mở cửa. Mở cửa ra. Tiểu nhị. Dạ đại nhân. Chuyện này là sao đây? Dạ tiểu nhân cũng không biết nữa. Người này là trộm, hắn ăn trộm đồ của ta nên ta trói hắn lại. Người đó là ai? Quay người ra đây. Hai người ở cùng nhau sao? Ba. Vậy người nói đi. Ta không biết hắn. Cho dù cô có thành một con quạ đen, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
ơi, chờ một chút đã. Cũng may là Thúc đã tới kịp thời. Nếu Thúc mà tới chậm một bước thì con đã bị tên này làm nhục rồi. Cô nói bậy. Con không có nói bậy. Hôm nay hắn đứng trước mặt con, cởi hết y phục ra, toàn thân đều đen thui. Áp giải hắn về đại lao cho ta. Rõ. Đi. Đây. Đi. Ông Quang quá. Đây. Quang quá. Quang gì? Quang quá. Đây. Ây da. Quang quá. Quang quá. Quang quá. Quang quá. Ây da. Ui da. Ngươi là ai? Cái gì chứ? Sao ta lại ở đây hả? Nên ở đây trộm. Trộm? Sao ta lại là trộm được chứ? Trộm đồ ở bờ sông đó. Ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi là người tắm ở bên bờ sông hôm qua đúng không? Phải. Ngươi bị đánh rồi hả? Không trộm đồ, không mất y phục. Không mất y phục sẽ không ở đây. Nè, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi càng nói ta càng không hiểu đó. Nói không rõ được. Nói không rõ được. Thúc. Thúc đừng có giận nữa mà Thúc. Thúc giận tổn hại sức khỏe thì làm sao? Vẫn là Thúc lợi hại. 3 lần rồi mà con chưa thoát khỏi lòng bàn tay Thúc lần nào. Con biết là tốt. Quá tam ba bận. Sau này ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Chuyện gì cũng phải nghe lời cha của con. Được. Chuyện gì con cũng có thể nghe cha. Nhưng chỉ chuyện hôn nhân là không thể nghe. Tên Lưu Phục đó con không thèm gả cho hắn đâu. Ây trời ơi, Lưu Phục là đệ ruột của Lưu Nga. Mà Lưu Nga chính là ái phi của hoàng thượng. Nó không chừng sau này có thể lên làm hoàng hậu. Còn gả cho hắn tự nhiên thành hoàng thân quốc thích thôi. Bọn đang hộ đố như vậy, con cái nhà người khác mơ còn không được nữa là. Thúc, con nói với Thúc bao nhiêu lần rồi, tên Lưu Phục đó là người xấu. Hắn xấu là sao chứ? Cách đây mấy ngày hắn mượn danh nghĩa phát lương cứu đói, dương cao cờ khăm sai tới chỗ chúng ta, diễu võ dương oai, ngang ngược hoành hành. Thúc nghĩ mà xem, người giống như hắn phải nuốt riêng biết bao nhiêu là lương thực, hắn phải lấy bao nhiêu tiền tài, bỏ đói biết bao nhiêu là bách tính chứ. Vậy thì có làm sao? Hắn không ăn riêng như vậy thì làm quan để làm cái gì? Người làm quan không có ai tốt hết. Vậy con muốn gả cho ai? Đương nhiên con muốn gả cho người tốt rồi. Ai mới là người tốt đi? Thúc sống hơn nửa đời người vẫn chưa biết được người như thế nào gọi là người tốt. Nhưng mà Thúc biết trên đời này chỉ có 2 loại người. Một loại là người có quyền có tiền, còn một loại nữa đó chính là người nghèo. Con nói thử đi, Thúc và cha con là người như thế nào? Người có quyền có tiền. Trong mắt người nghèo họ có thể thấy chúng ta như vậy, nhưng trong mắt người quyền quý chúng ta cũng là người nghèo. Con à, cha của con chỉ có một đứa con gái là con. Con chính là toàn bộ tính mạng của nhà cha con. Con nghĩ mà coi, cha con có nỡ nhẫn tâm gả con cho một người nghèo để làm vợ không hả? Bà công tử à, ta không phải là trộm đâu. Ta cũng bị trộm sạch sẽ không còn đồng nào hết đây nè. Bất đắc dĩ lắm mới lấy đồ của huynh thôi mà. Ta mới là lần đầu tiên thôi đó. Lần đầu tiên cũng là trộm. Bạc của ta. Ta lấy bạc mua đồ uống hết rồi. Bạc tổ tổ tiết kiệm để dành. Xui xẻo, lần đầu tiên đi xa đã gặp phải mấy người các ngươi. Bao công tử, huynh làm nhục cháu gái của tri phủ, huynh nghĩ là huynh có thể sống được ra khỏi đây sao? Cần mấy đồng bạc đó để làm cái gì chứ? Ta bị oan. Cô ta vu oan ta. Oan cũng được, vu oan cũng được hết. Tri phủ sẽ nghe lời huynh sao? Không có nơi nào có lý. Không còn nơi nào có lý hay sao? Có nha. Bao công tử à, chỉ cần huynh nghĩ cách cho ta ra ngoài thôi. Chờ ta tới kinh thành, gặp được cha của ta, ta nhờ cha ta làm chủ cho huynh. Cha ngươi hả?
cha của ta ở kinh thành làm quan lớn lắm đó. Tri phủ đại nhân gặp cha của ta đều phải khấu đầu. Không những là trộm mà còn là lừa đảo. Ta không có gạt huynh đâu mà. Lừa đảo. Lừa đảo. Trên thế gian này vốn dĩ không có ta. Là có một ngày kia mẹ ta bị cha ta làm nhục nên mới có ta. Lúc đó ta còn ở trong bụng của mẹ. Vợ chính của cha đã đuổi mẹ ta và ta ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, mẹ ta đành phải về quê sinh ra ta. Nè, Quỳnh nghe có hiểu không vậy hả? Ừ, nghe hiểu rồi. Mẹ ngươi là nha hoàn trong nhà quan lớn. Thông minh lắm. Nè, làm gì vậy? Làm gì đó? Hả? Để à? Nè, đứng dậy. Đi đâu vậy? Đi gặp Dương Dương nè. Đi đâu vậy? Nè, để. Nè, Quỳnh để. Lên được mạnh giỏi nha. Quan quá. Quan quá. Ta bị quan.